Bà, tháng này dương đang sắc xa một pi cho bà tìm mùi tèm màu đi nằm mệt bà. Chẳng chẳng mong hai nhằm pi cầm mòn. Bên miên mầm rai bầm rùa. Bên miên mầm rai bầm rùa miệt. Thả ta bên đại miên mầm rai bầm rùa miệt nâng ạ. Cầm mòn vi sma bảo màn. Bà, cho bà tìm mùi đi nằm mệt nâng. Bà, cả nây xong pi thê. Nông lùm nóm y số bà. Bà, xong pi thê. Cô chi lùm nóm y số bà. Chúng ưu tiên hoa nhóm miền thông muối và miền ưu sman đã ưu sman nóng nắng hay khăn đói piston để ai rồi ở tổ màu bàn và hai piston nóng miền tây á chân coi mô có ưu sman nóng rôn piston đói cầm lãng F và về đà rôn máu vì piston có bàn rồng cơ bàn và đọc lại này và hai nhóm tang của bài này bộ máy đã bộ máy ít ý mà để học thêm bộ máy đa màu viết thôi em tăng bộ máy nâng đôi vì đa màu đỏ đi em tăng đôi ít F chân nhưng trong bàn cầm món premium làm rai bằng rùa miết khả nạc đa xong biệt việc thề và nông lòng y số 3 chân xong biệt nó lờ tây thông xong biệt này lờ tây thông bao dưỡng vì mình P smart kì P vì mình smart nâng I flu A xong biết lớp tây thông P smart I flu A chẳng những tiêu đô cũng làng I smart nâng P côn ở A và hãy cầm món này bằng lạc tí đốc đồ vế và đốc đồ vế smart nâng I flu D cô này mông tài tà chẳng I flu D cô này mông tài tà chẳng trong màn cầm món này bằng lạc tí bí niệm món này vì vì ở tí đắng này màu tí tăng này chẳng bảo vệ anh bảo vệ mà em bị rộng lại cũng làng ai không đi hai bảo vệ anh bảo vệ cứ bảo vệ anh bị nhìn màn đi chẳng bảo vệ anh bị nhìn màn đi xe mà bảo màn cứ đa dân đăng thay bảo vệ anh bị kháng này màu ảnh đi xe mà nâng HF bảo vệ anh bị nhìn màn đi xe mà nâng HI chẳng dân dột phía bảo vệ anh bị nhìn chứ mình dột ạ HF đọ HI nè HF đọ HI hãy cô data xe mà màn đại cô data vừa cứ chỉ mùm đại cùng làng phí tự đau cầm làng F nâng tự đau bầm lạc tì ai mình tự đau tần á cứ một hàng đi cho bầm lạc tì bia tần á cứ một hàng đa chẳng mình đây thả cô này mùm thả tạo viết mà nâng sồn ô mình đây thả mùm thả tạo viết mà sồn chẳng cô này mùm sồn mà nâng mùi mùi cuộn bậc bẩn ấy mà bậc bẩn hãy đài bà chẳng nghĩa à cầm làng F mà ấy kì mà nâng P cô này A chẳng ba này cái lạc ai này dùng nô đất P cô này A F đọc x y ở đây mà small và chân small xf cũng đọc x y ní nhưng tăng đói để ta x xong tăng đời để ta x muối nè hai dừng mớ bông rai bông rùa miệt bông rai bông rùa miệt small nâng ấy kì dừng mớ dừng miên tây nhẹ dừng trong bàn miệt thủng ui thó thông nâng miên xì lăng cho rưu gọi riêng fc như đôi bông ta thông ná chỉ riêng tây thông dừng mình dột ạp tây ní côn nâng bảo vệ bảo vệ thế chẳng dục tây bạc thông côn nâng cầm phù tới bán bàn miết à bàn miết thông à cho những trong bàn miết bì nà tốn à nhưng trong bàn miết nè bì nè màu nè bì a hoặc bì 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 stong đám ní màu thì bì stong cái nạ sạch nè chẳng miết nâng viết mà bảo màn đó bì stong thì bì miên tây a chẳng dương nhục tây á côn nâng bảo vệ nè bàn miết chắc bảo vệ nè mà màn bảo vệ nè cứ dương tàng đói data x chân mà tây an cũng data x mà mà nặng miệt ta ba miệt miệt nâng cứ chỉ miệt đây cái chỉ miệt thông mèn mèn tì vì cứ chia bầm rai bầm rồi miệt nó pe đại u smart nó bị tràn bị stong máu mai bầm rồi miệt bảo vì cứ bị prai pro bị kháng đấy bị bầm này máu máu bầm này mà miệt thông này vì đây chứ chân bầm rai bầm rồi viết smart vào này đi mà nâng tây a ní côn nâng bộ máy nhỉ bà chứng cái là a côn là ta x nâng chủ đó để ta về chứng đối nghĩ cả mòn cả đây dòng biết thay không đồng nón y số 3 cứ đục đồ vế mà p côn để ta về bà đục đồ vế mà p côn để ta về chứng nó p cả ni lông hạt dương ọt bạch sài anh dây tiền ní con là tha con là nhóm trong bằng hai ở dân vô lòng phí
អំពីមូលហេតុដែលយើងទាញបាន common នេះស្មើប៉ុណ្ណេះ w ស្មើពេកូន delta delta v នេះអញ្ចឹងមូលហេតុគេទាញបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចាំយកតែម្ដងគឺយបយើងយល់ក៏បានយើងបាទយើងចាំយកមកយើងគ្រាន់តែពេលប្រឡងឬក៏ពេលធ្វើលំហាត់អីយើងគ្រាន់តែដាក់ដុំមុនយកតែម្ដងគឺ w ស្មើពេកូន delta delta v គឺករណីសម្ពាធថេលំនាំ e ស្រូបាបាទ common គឺស្មើនឹង p delta v បាទដែល common នេះគិតជាអីគេ common គិតជា joule ហើយ p គិតជាអី p សម្ពាធគិតជា pascal ហើយ delta v បាទ meter គឺជាម៉ែត្ររួមទៀតគិតជាម៉ែត្រគេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមរង់ចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបាទសូមអរគុណ